Dạ, xin chào chị. Em thấy gian hàng của mình là đang có hình như đây là nước rửa tay đúng không ạ? Nước rửa tay nhập khẩu từ Úc nè. Còn đây là nước lau kiến, lau nhà. À, lau nhà, nước rửa tay. À, xin được mời chị thì giới thiệu một tí về doanh nghiệp của mình ạ. Xin chào tất cả các quý khách. Hiện tại là gian hàng của em là đang bán hàng sản phẩm nhập khẩu từ Úc. Đó là hàng này là hàng thương hiệu của Úc. Đây là nước lau sàn. Nước lau sàn này là chuẩn của bệnh viện, chuyên sử dụng cho bệnh viện và spa. Cả nước rửa tay này cũng vậy, chuyên sử dụng cho bệnh viện và spa. Sản phẩm đó là chuẩn hữu cơ, mùi rất là dễ chịu và rất là nhẹ nhàng. Sản phẩm chuẩn hữu cơ, mùi rất là dễ chịu và nhẹ nhàng, quý vị chuyên sử dụng cho các bệnh viện. Và để mà vào bệnh viện được thì một sản phẩm phải nói là đảm bảo y tế, đảm bảo chất lượng như thế nào, đúng không ạ? Vì vậy quý vị hãy, nếu như nhà mình muốn lau nhà hay là muốn rửa tay thì chúng ta hãy liên hệ với gian hàng của chị. Công ty mình tên gì ạ? Tên gì? Dạ, hãy liên hệ với chị Trâm nhé. Chị Trâm thì không biết là gian hàng công ty của mình tên gì chị ơi, chị hãy đọc to cho mọi người biết được không ạ? Dạ, chị mình chỉ bán online thôi. Quý vị muốn liên hệ thì chúng ta hãy đến với hội chợ mua sắm cùng BigOF để sở hữu ngay sản phẩm này nhé. Hiện tại cũng có một giá rất là ưu đãi.